À, chào chào ông, gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị yêu cây trên mọi miền tổ quốc ạ. Đây, quý anh chị mình có thể mình nhìn thấy một khu vườn bonsai khá là đẹp. Để Long quay sơ cho anh chị mình xem nhá. Có những tác phẩm quý luôn quý vị ạ. Đây, một khuôn viên chơi cây rất là thoáng đãng và tập trung rất là nhiều cây đẹp luôn đó quý vị. Anh chị mình thấy chưa ạ? Nay ta lóng ghé vườn này là vườn của anh Toàn quý vị ơi, anh Toàn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lóng đi giao một số đồ gốm cho anh Toàn. Sẵn đây lóng chia sẻ cuốn video này cho anh chị mình ngắm nhá, về một khu vườn bonsai khá đẹp. Đặc biệt thì rất là đa dạng dòng cây chơi quý vị, không thiếu thứ gì, có hàng trăm trăm tác phẩm mà cũng tuyển lựa khá khá kỹ đó quý vị nhé. Đây, không ai qua vườn anh Toàn hả? Quả trời, anh làm cây ở đây hả anh? Chậu 50-60 triệu hả? Đắp tay Huế. Vâng. Không ai dám đầu tư những cái chậu. Quá trời, cái sân đẹp quá ha. Đây anh chị mình ngắm sơ sơ qua về cái tổng thể khu vườn nhá. Rồi Long quay chi tiết một số cây đẹp cho anh chị mình ngắm. Quá trời cây anh ha. Cái này là mấy cây lớn ha. Dạ. Đây cái sân đẹp chưa? Gần 2 sào vườn coi là kín. Kín cây. À, con sân nó đã quá nhỉ. Tập tay Huế này. Ừ. Quay cái chỗ đó, quay chỗ này. Cái chỗ này 4-5 triệu. 4-5 chục hả? 4-5 chục. Đây cái sân đẹp chứ quý vị này. Quay cái chỗ. Con sân này phải nói khá giá trị nhá. Có lắm quý vị, nếu như mà tính ra nó nằm trên cái chậu này nó rơi vào khoảng tầm cũng 3 mét rồi đấy. Chậu á. Chỗ này thì qua anh Lâm Vườn chia sẻ thì được thờ Huế làm quý vị, đắp rồng đắp nổi. Cái bên đó cũng vậy hay nè hả? Ủa cái bên đó làm đẹp chứ, mà đạo thành công. Đắp tay mà làm đẹp ghê không? 4-5 triệu hay 4-5 chục? 45 triệu đó. 45 triệu hả? Mà đạo thành công. Làm hòa tiết bằng tay như thế này luôn này. À. Qua trời của đất cây quý vị ạ. Mấy cái khu vực này là nhà khách ấy hả? À nhà khách bên này, còn bên này nghỉ hả? À nhà khách là ở giữa này. Ủa anh, cái 2 sao là tính ra là bao nhiêu ngàn mét vuông? 2.000 mét vuông hay? Ừ, 2.000 mét vuông quý vị. Tại vì đơn vị sao thì đến lúc mỗi địa phương này tính mỗi kiểu khác nên là Long cũng hỏi lại. Đây anh em mình sẽ tập trung ngắm một số cái bonsai đẹp ở bên khu vực bên này quý vị. Anh Toàn chơi thì cơ bản nó cũng gần như là nó đa dạng mặt cây. Cái gì cũng có quý vị ạ. Thật sự một khu vườn mơ ước của rất là nhiều người quý vị ha. Nếu như mà ai mà đam mê chơi cây thì nhìn khu vườn này cũng là một khu vườn cây tuyển lựa và mình đáng mơ ước ấy. Rất là nhiều nha. Đây Long sẽ quay chi tiết để anh chị mình ngắm. À đây cái khế này, khế nuôi dàn tay cần như bắp chân, bonsai luôn lực, tay cần to lắm. Đây anh Toàn Nguyện ha, để Long quay cái địa chỉ cho anh chị mình, nếu như mà ai có dịp có thể mình ghé đây này. Nó nằm ở cái đoạn đường nào đây?
Đây, nhà nghỉ dưỡng bonsai khuôn viên Thảo Mỹ quý vị nhá. Ồ, địa chỉ ở đây không thấy này. Không thấy ghi địa chỉ quý vị ạ. Chúng ta sẽ đi ngắm những cái bonsai được anh Toàn sưu tầm rất là nhiều năm rồi, để mà chắt lọc lại được những cái tác phẩm đẹp như thế này. Đây có một cây sân dáng đổ cũng khá đẹp. Cây này nó đổ mà nó nằm lâu, nó tràn ra khỏi cái mặt chậu luôn quý vị này, nó bám dính vào chậu luôn quý vị này. Nhìn mình thấy không, cái đồ quý của nó là ở chỗ đó, bám dính vào chậu luôn. Con này đẹp tê lắm. Ở trên này nó còn dính mấy con rễ à, độ nhìn cũng hay lắm nha. À, cái bình này bình cắt quý vị, cắt bình nhìn tay cần kinh điển, nhỏ nhưng mà có vỏ quý vị ha, khéo cái nha, con này khéo cái lắm. Nắm điền. Đây, một số tác phẩm linh sam nghệ thuật đây. Nhiều lắm, vừa lên Toàn thì nói về cái đẹp là số lượng khá nhiều đó quý vị. Cái nào cũng nét nét không đấy. Hàng bên này hàng nhỏ gọn thôi. Đây, anh chị mình thấy này. Sâm hương, mai chú thủy. Ở bên này có một em sâm núi khá to luôn quý vị ơi. Đây. Sâm núi hàng khai thác, con này phải tầm tính sơ sơ, con này nó phải ra được các tầm 40 phần đâu quý vị. Khai thác nha. Mà được cái nó nạc cây quý vị. Con này thì nó nạc cây lắm. Đẹp chưa? Sâm núi khai thác mà khoảng 40 bốn mấy phần kiểu này thì không được mấy cây đâu quý vị nhá. Thật sự cái hàng này là hàng to rồi đấy. Nó được cái là cây khai thác. Cây nào cũng chất, cây nào cũng đẹp. Kinh điển các bạn. Tiếp tục đóng quay lựa chọn những cái đẹp. Cây này cây ở đây thì cây nào cũng đẹp quý vị ạ. Nhưng mà có những cây nó sẽ xuất sắc, nó nổi trội hơn. Thì đóng sẽ quay kỹ cho anh chị mình. Quá trời quá đất cây luôn. Mấy cây sâm hương đây nhìn về nhưng mà cây nào cũng chất hết quý vị nhá. Cái nào cũng cây tuyển lược kỹ luôn đấy. Đây. Anh chị mình thấy này. Cây không còn kẹp mà nó rút cây. Nó lực. Nhìn đã đời chưa quý vị? Ở đây có một em sâm núi phải nói là rất là độc đáo quý vị. Anh chị mình thấy một cái phong cách chơi tạo tác cây rất là đẹp, rất là hay quý vị. À, nhìn thấy không? Hiện tại đang đào tạo một cái cành để nó ôm tròn lại cái sân núi này, nhìn rất là hay luôn. Bản thân cái đường co lắc của cái này cũng đã đẹp rồi. Tạo tạo một cái nhánh để tạo nên một cái vòng bảo quân cái này cho nó hay hay. Mỗi phong cách chơi mỗi khác quý vị ha. Lúc có những cái mà nó không có đùng hàng như vậy nó mới ấn tượng, mang lại cho mình cái vẻ mới mẻ. Trang cụ đặc cái này, cụ này phải tầm 50 phần luôn, gần 50 phần, cụ đặc quẹo kinh điển lắm. Ở trong đó cũng có nhiều cái đẹp lắm, nhưng mà Long cũng sẽ chắt lọc tuyển lựa lại. Đây, số lượng cây ở trong vườn thì nó quá nhiều rồi quý vị.
Nên thành ra mình cũng chia sẻ cho anh chị mình ngắm nhìn một số cái tác phẩm đặc sắc thôi, và ngắm nhìn được cảnh quan khuôn viên tại nhà vườn của anh Toàn, quý vị ha. Toàn Nguyễn ở Vũng Tàu, quá đã luôn. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào khu vực này để mình ngắm một số cái ở trong này nữa, quý vị. Phía sau cũng còn nhiều lắm. Đây khu vực phòng khách sẽ được trang trí một số cái kiểng cổ và một số cái bonsai khá đẹp. Này cũng chuẩn bị tới dịp Noel nữa quý vị. Anh Toàn cũng đang chuẩn bị trang trí một số cái thông Noel. Nhiều lắm quý vị nhé. Quá trời quá đất. Nhìn một cái khuôn viên khoảng tầm 2.000 mét vuông được đặt kín cả cái cây bonsai tuyển lửa rất là đẹp để nơi nghỉ dưỡng. Thật sự là một cái khu vườn mà nhiều người mơ ước quý vị ơi. Đây, chúng ta sẽ đi sang khu vực này để ngắm nhìn một số tác phẩm cây khác. Đây còn có em sâm hương khá to này. Cái này thì cột cần nuôi gần như hoàn thiện rồi. Cái dàn phóng tàng thì hiện tại đang còn tạo tác thêm một chút nữa. Nhưng mà con này còn đẹp lắm, to. Con này khoảng tầm 6-7 hơn. Tiên diện. Ở bên này có một số MC xếp đỏ khá đột phá luôn quý vị. Đây, chúng ta sẽ đi ngắm ha, ngắm một vòng cho hết khu vườn của anh Toàn quý vị ha. Quá trời quá đất. Đây những cái đôn và chậu lóng giao tới cho anh Toàn đây. Anh chị mình có nhu cầu mà mua các cái mặt hàng về gốm sứ Đồng Nai thì có thể liên hệ qua Long cũng được nhé. Đây anh chị cái này cái sân nó kinh điển, nó to lắm, nhằm tay cần nó kinh điển. Hoa rồi của đất mà phải đứng xa thôi, đứng gần lòng quay một số chi tiết thì con đứng xa ra và nhìn thấy cái bóng của nó mới ghê. Đây, tương nhắm tay cần đã tới cắt tiệt của mình. Từng đường đi, từng dàn chi cân đều thể hiện sự đẳng cấp và cái đồ già cỗi của nó vậy. Con nên nó già nó già dẻ nó ực đồng hết rồi. Đặc biệt cái đường thân con này nó vằn vèo đẹp lắm các vị ơi. Kinh điển lắm. Con này tổng chiều cao theo Long tỉnh nó rơi khoảng tầm 2,5 m á. Phun tang của cái sân này thì nó sẽ rơi vào là khoảng hơn 3 m đó quý vị. Nhưng mà cái đường thân của nó có chiều sâu lắm nhé. Anh chị mình có thể thấy được cái đồ uốn lượn của cái sân này này. Lên đây nó đã có cái cỏ này rất là khó chịu rồi, lên cái đường thân của nó uốn này. Đấy, nó bẻ ngược lại. Về dàn tay cần. Nhìn quá phê luôn quý vị ơi. Đã đời ha. Chậu này thì khoảng 3 m. Chậu không là 3 m thì anh chị mình có thể hình dung ra. Cái tàng của nó hơn 3 m đó, 3,5 m, tàng khoảng 3,5 m. Quá trời của đất. Đây một số cái sân rất là quý nữa đây. Như vậy là vườn anh Toàn thì đa dạng cây, không thiếu thứ gì luôn quý vị.
cây xanh cũng có, các cái dòng cây miền Nam gần như đều có ở đây. Đây là một cây xiêm đỏ phong cách rất là lạ này, cũng hay hay. Anh em nghệ nhân người ta đục đẽo tạo nên một cái xiêm đỏ, xiêm đỏ khá ấn tượng. Khi điện vâng, cái đó thì quá đẹp rồi anh. Quá trời quá đất cây quý vị ha. Ở đây mà quay cho hết thì còn nhiều lắm, nhưng mà Long quay sơ sơ thôi. Để mình sang khu vực này xem một số cây xanh, hoàn toàn nhiều cây xanh quý này. Ui, quá trời quá đất cây xanh quý vị ơi. Xanh là xanh quỷ không nha. Chim quá trời chim này. Bên này có một cái ship đỏ nữa, anh Toàn đang còn tạo tác. Bên này cũng kinh điển đấy. Nhưng mà con này giờ anh chị mình nhìn nó chưa hình dung nó hết được quý vị ơi. Tại cái đang nuôi đó. Quá trời. Một cái mẹ này. Mẹ bonsai. Có thể vào đất. Có thể Long chia sẻ một chút xíu về thơ quý vị ha. Thật sự ra ở vườn cây của Toàn mà quay hệ thống nhiều lắm, nhưng mà Long cũng ghi nhận một cuộn video ngắn ngắn như thế này chia sẻ đến toàn thể quý anh chị để chúng ta có một cái tầm nhìn, để có một cái sự đam mê cho mỗi người riêng ha. Thì Long cũng rất cảm ơn quý anh chị mình đã dành ra một chút thời gian trong buổi tối hôm nay để mình theo dõi cuốn video tại vườn Toàn Nguyện ở Bà Rịa Vũng Tàu quý vị ạ. Thì bây giờ Long xin phép được khép cuốn video này lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.